Wow, không tin luôn cả nhà ơi. Mọi người thấy cái bông này đẹp cực kỳ không? Cái màu nó rất là ấn tượng. Đây là cái điều nha cả nhà. Cái điều là có người ta gọi là mận điều đó cả nhà. Ví dụ như là mận lý, mận điều rồi đó. Chứ không phải cái điều lộn hộp nha. Hồi nãy mình đi ngang cái mình thấy ở dưới đất nó có mấy cái nhị hoa nó rớt nè. Thì ra là nó đã trổ bông. Mình không nghĩ nó trổ bông sớm như thế này cả nhà. Cây này là mình trồng 4 năm rồi đó. Trời ơi, cái gì vậy lượm? Loại ao loại sình tối ngày vậy luôn đó cả nhà. 4 năm mà nó cao được như đây nè. Đó. Nó cao chắc được 1m6, 1m7 vậy đó. Nó cũng ngang ngang với chiều cao của mình á. Nó lâu lớn lắm cả nhà, một năm nó lên chừng chừng gang tay à. Mà bông này mình để mình coi vậy chứ chắc mình cũng không có để đâu cả nhà ơi, nó còn nhỏ quá, sợ nó mất sức. Kiểu này chắc mình sẽ đốn bớt một cái cây chuối bên đây để cho nó có nắng một xíu, nó không có bị cạnh tranh dinh dưỡng. Nói chung là khi mà mình bón phân cho vườn của mình á thì cái điều chăm sóc cho nó. Cái này là mình trồng từ hột nha. Lượm ơi. Trời, nó lên con. Lỗi ao lỗi nước. Khi mà mình ăn á, mình mua cái điều hình như là nghe nói là điều Thái Lan hay sao đó. Cái trái nó rất là to. Ăn nó ngon lắm cả nhà. Nó ngọt ngọt, nó chua chua. Chấm với ớt, trời ơi, ta nói ngon nhức nách luôn. Mà mỗi lần ăn là mỗi lần sặc. Nhưng mà vẫn khoái nha. Cái mình lấy hột mình trồng vòng 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 hết cả vườn nhà mình luôn. Đâu cũng 5-7 cây vậy đó. Mà từ từ nó chết hết trơn. Sao may mắn còn cây này nó sống nè. Cái màu bông đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Mê lắm, mình rất là thích ăn cái trái này. Cực kỳ thích luôn á, mà cái gia đình của mình là ai cũng thích hết trơn, cho nên là mình mới cố tình mình trồng. Năm nay đã có bông rồi thì năm sau mình sẽ thêm phân phướn được các kiểu, chăm sóc cho nó kỹ hơn để năm sau nó có trái. Mình cứ nghĩ là nó sẽ lâu lắm nó mới có trái nghe. Từng 7-10 năm gì đó, ai già này mới có 4-5 năm là nó đã được rồi, có lý, có lý. Có cái này ha, cái tới cái mùa của nó hen. Trái nó chín đỏ ao luôn hen, rồi đem vô chấm muối ớt. Mọi người nhìn nè, toàn diện lại cái điều của nhà mình nghe, nó có ba lớn vậy thôi đó cả nhà. Cái tốc độ phát triển của nó chắc cũng tương đương với cái cây măng cục ạ. À. Rồi thôi, chào cả nhà nghe, chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ.